Gần đây, một ngôi sao lớn của Trung Quốc đột nhiên trở thành đại sứ du lịch cho một quốc gia khác. Sự việc này đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trên Internet thời gian qua. Tại thành phố Malacca nằm ở phía nam Malaysia, gần eo biển Malacca, một trong những thành phố cảng quan trọng nhất ở Malaysia. Bang nơi có thành phố Malacca cũng được gọi là Malacca, vậy nên để dễ phân biệt, người Trung Quốc thường gọi nơi này là Gia Châu. Có một tòa nhà mang tính bước ngoặt ở trung tâm Malacca. Đó là một tòa nhà thời thuộc địa Hà Lan, bởi vì các bức tường bên ngoài của tòa nhà được sơn màu đỏ. Nó được gọi là tòa nhà đỏ. Ngày 14 tháng 6 năm 2024, một người phụ nữ xuất hiện tại đây. Cô ấy mặc trang phục truyền thống của phụ nữ Malaysia, quần áo neon da, đứng trên tầng 2 của tòa nhà, mỉm cười và vẫy tay. Tầng dưới đông đúc người dân nhiệt tình, một số la hét và một số chụp ảnh. Người phụ nữ này thực sự là một ngôi sao, nhưng không phải ở Malaysia, mà là sao Trung Quốc Phạm Bằng Bằng. Tại sao cô ấy lại xuất hiện ở Malaysia? Đây có phải là bước đầu cho sự chuyển mình của cô trong làng giải trí hay không? Mời các bạn tiếp tục theo dõi. Phạm Bằng Bằng có mặt ở đây vì chính phủ Gia Châu đã bổ nhiệm cô ấy làm đại sứ thiện chí du lịch Malacca năm 2024. Có lẽ vì muốn lợi dụng sự nổi tiếng của Phạm Bằng Bằng để thu hút khách du lịch Trung Quốc và quảng bá du lịch cho đất nước họ, cư dân mạng Trung Quốc khi xem tin này đã không ngừng thốt lên rằng thật tuyệt vời. Fan Year là biệt danh mà fan Trung Quốc đặt cho Phạm Bằng Bằng, bởi vì trong thời kỳ nổi tiếng nhất, cô đã tuyên bố: "Tôi không cần gả vào gia đình giàu có, tôi là gia đình giàu có." Vì vậy, danh hiệu Fan Year càng trở nên phổ biến. Phạm Bằng Bằng, một ngôi sao sáng chói trong làng điện ảnh và truyền hình Trung Quốc, đã trải qua một hành trình sự nghiệp đầy chông gai. Bắt đầu từ năm 17 tuổi, cô đã nhanh chóng vươn lên đứng đầu danh sách người nổi tiếng của Forbes Trung Quốc và trở thành người nổi tiếng kiếm nhiều tiền nhất. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô bất ngờ gặp sóng gió vào năm 2018 khi cô bị cấm hoạt động ở Trung Quốc do scandal hợp đồng âm dương. Phạm Bằng Bằng đã phải đối mặt với một câu hỏi lớn rằng liệu cô có còn cơ hội để quay lại không? Để hiểu rõ hơn về câu chuyện của cô, chúng ta cần quay lại từ đầu. Phạm Bằng Bằng sinh năm 1981 trong một gia đình bình thường ở Thanh Đảo, Sơn Đông. Từ nhỏ, cô đã thể hiện sự thông minh nhưng không có khả năng nổi trội trong học thuật, đặc biệt là môn toán. Tuy nhiên, điều này không làm giảm đi tài năng và niềm đam mê nghệ thuật của cô. Cha cô là ca sĩ và mẹ cô từng làm vũ công, nên con đường vào làng giải trí của Phạm Bằng Bằng cũng trở nên dễ dàng hơn nhờ những mối quan hệ của gia đình. Năm 15 tuổi, cô có vai diễn đầu tiên trong bộ phim truyền hình Những Người Phụ Nữ Mạnh Mẽ. Mặc dù chỉ là vài phụ ít lời thoại, tuy nhiên, chính trên trường quay này, cô đã gặp người đầu tiên giúp cô thăng tiến trong sự nghiệp, nữ diễn viên Lưu Tuyết Hoa. Lưu Tuyết Hoa, một ngôi sao lớn và là người yêu quý của đạo diễn Quỳnh Giao, đã nhận ra tiềm năng của Phạm Bằng Bằng. Bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và đôi mắt to tròn của cô bé, Lưu Tuyết Hoa đã mạnh dạn giới thiệu Phạm Bằng Bằng với Quỳnh Giao. Chính sự giới thiệu này đã mở ra cánh cửa lớn cho cô trong ngành công nghiệp giải trí. Từ một cô bé vô danh, Phạm Bằng Bằng đã từng bước khẳng định vị trí của mình, trở thành một trong những ngôi sao lớn của Trung Quốc. Dù gặp phải những khó khăn và thử thách, tài năng và sự kiên định của cô vẫn tỏa sáng. Bằng cách này, Phạm Bằng Bằng đã có được vai diễn quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình. Đó là vai hầu gái của Tử Vi có tên Kim Tỏa trong bộ phim Hoàn Châu Cách Cách. Bất ngờ, cô đã trở thành nữ diễn viên phụ số 1 trong phim. Khi Hoàn Châu Cách Cách ra mắt, nó đã gây ra một cơn sốt khắp châu Á. Lúc đó, Phạm Bằng Bằng chỉ mới 16 tuổi. Mặc dù chưa thể nói về kỹ năng diễn xuất, nhưng vẻ đẹp rực rỡ của cô đã khiến khán giả không thể rời mắt. Khi đứng cạnh Tử Vi do Lâm Tâm Như thủ vai, khán giả thực sự không thể phân biệt được ai là tiểu thư, ai là hầu gái. Bà Quỳnh Giao, nổi tiếng với việc phát hiện ra các ngôi sao xinh đẹp, ngay lập tức ký hợp đồng với Phạm Bằng Bằng. Cô vui mừng khôn xiết, tưởng rằng từ nay sự nghiệp của mình sẽ suôn sẻ. Nhưng không ngờ, trong công ty của Quỳnh Giao có rất nhiều người đẹp, vừa có ngoại hình, vừa có kỹ năng diễn xuất. Dù Phạm Bằng Bằng có ngoại hình nổi bật, nhưng cô vẫn thiếu kinh nghiệm và trình độ so với những người khác. Không còn cách nào khác, Phạm Bằng Bằng phải học rất nhiều và bắt đầu từ những vai phụ. Đúng lúc cô đang bối rối không biết phải làm gì, thì sự nổi tiếng của Hoàn Châu Cách Cách đã giúp cô có được sự chú ý.
Vẻ đẹp của cô cũng không ngừng tỏa sáng, thu hút sự quan tâm của một người đàn ông, Giả Vân, ông chủ của hãng phim Bì Khải Vương, một doanh nhân giàu có từ Chiết Giang. Giả Vân bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của Phạm Bằng Bằng, đã ngay lập tức chi tiền để cô chấm dứt hợp đồng với Quỳnh Dao. Ông không tiếc tiền bạc và công sức để giúp Phạm Bằng Bằng trở thành ngôi sao nữ nổi tiếng. Có lẽ vì vậy mà nhiều tin đồn tình ái liên tục xuất hiện xung quanh mối quan hệ này. Phạm Bằng Bằng, người đẹp với dáng vóc thanh mảnh và đôi tay dài uyển chuyển, không chỉ nổi tiếng vì tài năng mà còn vì những mối quan hệ đình đám. Từ vụ bê bối với ông trùm Hồng Kim Bảo, đến mối quan hệ với siêu sao Thành Long, rồi đến ông chủ thứ hai của Hoàng Nghị Huỳnh Đệ, và thậm chí là ông chủ của Evergrande. Mỗi mối quan hệ ấy lại càng làm tăng thêm danh tiếng của cô, đưa cô từ màn ảnh nhỏ lên màn ảnh rộng. Với khoảng 120 bộ phim và vô số chương trình tạp kỹ truyền hình, sự nghiệp của Phạm Bằng Bằng thăng hoa với tốc độ chóng mặt. Trong hơn một thập kỷ, cô đã chuyển mình từ một diễn viên trẻ trở thành một sao nữ hàng đầu với vô số hợp đồng quảng cáo. Không chỉ dừng lại ở diễn xuất, cô còn thành lập công ty điện ảnh và truyền hình của riêng mình tại Vô Tích, Giang Tô, mang cái tên đầy quyền lực, công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa điện ảnh Ái Mỹ Thần. Phạm Bằng Bằng tự đầu tư và tự mình đóng các vai diễn quan trọng, từ Võ Tắc Thiên đến Dương Quý Phi, thể hiện sự đa dạng và tài năng không giới hạn. Từ một cô bé vô danh, cô đã trở thành một biểu tượng quyền lực trong làng giải trí, một nữ anh hùng độc đoán. Năm 2013, Phạm Bằng Bằng chiếm vị trí số 1 trong danh sách người nổi tiếng Trung Quốc của Forbes, vượt qua cả huyền thoại Diêu Minh, với thu nhập hàng năm lên tới 110 triệu tệ, tương đương gần 400 tỷ đồng ở thời điểm hiện tại. Trong 5 năm liên tiếp, cô liên tục đứng đầu trong danh sách này, chứng minh vị thế vững chắc của mình trong ngành công nghiệp giải trí. Phạm Bằng Bằng đã trở thành một huyền thoại sống, một biểu tượng của sự quyền lực và thành công. Năm 2017, tổng thu nhập của Phạm Bằng Bằng đã tăng gấp đôi so với năm 2013, đạt mức 240 triệu nhân dân tệ. Tại thời điểm đó, Phạm Bằng Bằng hùng hồn tuyên bố rằng: "Tôi không cần gả vào gia đình giàu có, tôi chính là gia đình giàu có." Lời nói ấy không phải là lời nói suông, đó là sự thật hiển nhiên. Bắt đầu từ đó, truyền thông nhanh chóng bùng nổ tính toán tài sản của Phạm Bằng Bằng từ các công ty điện ảnh và truyền hình, những ngôi nhà sang trọng trong và ngoài nước, đến các khoản đầu tư khác nhau. Khi cộng tất cả lại, khối tài sản của cô ước tính vượt quá 3 tỷ nhân dân tệ, tương đương hàng chục nghìn tỷ đồng, khiến mọi người không khỏi sửng sốt. Cô thực sự được coi là một người giàu có tự thân. Biệt danh Fan Ye của cô càng trở nên phổ biến hơn bao giờ hết, với ý nghĩa rằng cô không chỉ là một ngôi sao mà còn là một người chủ tự lực. Dù có nhiều tin đồn và chỉ trích về kỹ năng diễn xuất của cô, nhưng không điều gì có thể ngăn cản sự nghiệp thăng tiến của Phạm Bằng Bằng. Cô trở thành biểu tượng xuất sắc nhất của câu nói càng đen càng đỏ, khi những tin đồn tiêu cực chỉ làm tăng thêm sự nổi tiếng của cô. Vậy mà trong lúc mọi người nghĩ rằng không gì có thể ngăn cản được Phạm Bằng Bằng, thì một biến cố bất ngờ đã xảy ra. Ngày 28 tháng 5 năm 2018, cựu người dẫn chương trình nổi tiếng của CCTV, Thôi Vĩnh Nguyên, bất ngờ đăng lên Weibo của mình 5 ảnh chụp màn hình hợp đồng, trong đó có một hợp đồng ghi rõ tên Phạm Bằng Bằng. Thôi Vĩnh Nguyên tuyên bố sẽ vạch trần ngành giải trí Trung Quốc nhắm vào việc sử dụng hợp đồng âm dương. Hợp đồng âm dương là hai hợp đồng được ký cùng lúc giữa các ngôi sao và công ty sản xuất, một hợp đồng công khai và một hợp đồng bí mật. Hợp đồng công khai thường có giá trị nhỏ hơn, được nộp cho cơ quan thuế, trong khi hợp đồng bí mật là nguồn thu nhập chính và thường có giá trị lớn hơn nhiều. Việc sử dụng hợp đồng âm dương nhằm mục đích trốn thuế và vụ bê bối này đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Phạm Bằng Bằng. Ví dụ tiêu biểu là khi Thôi Vĩnh Nguyên vạch trần Phạm Bằng Bằng tham gia một chương trình biểu diễn, cô đã ký hợp đồng âm dương để trốn thuế. Trên hợp đồng dương là báo cáo với cơ quan thuế thu nhập của Phạm Bằng Bằng trong 4 ngày là 10 triệu nhân dân tệ. Nhưng thực tế, thông qua hợp đồng âm, cô được nhận thêm 50 triệu nhân dân tệ. Như vậy, thu nhập thực tế của cô trong 4 ngày lên đến 60 triệu nhân dân tệ, nhưng chỉ khai thuế 10 triệu nhân dân tệ. Vụ việc này đã thu hút sự chú ý của công chúng như một quả bom truyền thông. Phạm Bằng Bằng ngay lập tức phản ứng, tuyên bố mình oan ức, rằng dù hợp đồng 50 triệu nhân dân tệ có tên cô, nhưng cô chưa từng nhận được số tiền này. Tuy nhiên, không ai tin lời cô nói vào thời điểm đó cả. 5 ngày sau khi Thôi Vĩnh Nguyên đăng hợp đồng lên Weibo, thông báo về việc điều tra các hợp đồng âm dương trong làng giải trí đã được đưa ra. Cục thuế thành phố Vô Tích, nơi đặt trụ sở công ty của Phạm Bằng Bằng, đã ngay lập tức tiến hành cuộc điều tra. 5 tháng sau, kết quả điều tra được công bố.
Phạm Băng Băng và công ty của cô phải nộp lại 255 triệu nhân dân tệ tiền thuế, cộng thêm 33 triệu nhân dân tệ phí trả chậm và 600 triệu nhân dân tệ tiền phạt, tổng cộng 900 triệu tệ, hơn 3.100 tỷ đồng. Sau khi kết quả được công bố, Phạm Băng Băng trở thành ví dụ điển hình của một nghệ sĩ bị chỉ trích vì hành vi trốn thuế. Những bộ phim và chương trình truyền hình cô từng tham gia bị hoãn phát sóng vô thời hạn, và tất cả chương trình tạp kỹ có cô tham gia cũng bị đình chỉ. Phạm Băng Băng từ một ngôi sao sáng chói đã trở thành một tảng băng lạnh, bị công chúng và truyền thông quay lưng. Điều này khiến nhiều người không khỏi thắc mắc. Thế nhưng, tại sao trong số 5 hợp đồng âm dương mà Thôi Vĩnh Nguyên vạch trần, chỉ có Phạm Băng Băng bị điều tra kỹ đến vậy? Hợp đồng âm dương, một cụm từ được nhiều phương tiện truyền thông Trung Quốc giải thích, thực chất chứa đựng một bí mật lớn của ngành điện ảnh và truyền hình. Điều này cũng liên quan mật thiết đến câu hỏi, liệu Phạm Băng Băng có thể trở lại Trung Quốc đại lục hay không? Để làm rõ điều này, hãy bắt đầu bằng việc trả lời câu hỏi đầu tiên. Ngoài Phạm Băng Băng, những ai khác đã bị Thôi Vĩnh Nguyên vạch trần? Đó là đạo diễn Phùng Tiểu Cương và nhà văn Lưu Trấn Vân. Nhưng tại sao Thôi Vĩnh Nguyên lại tấn công Phạm Băng Băng một cách tàn nhẫn như vậy? Điều này bắt nguồn từ bộ phim Điện thoại di động ra mắt năm 2003, giành chức vô địch phòng vé với doanh thu khổng lồ là 200 triệu nhân dân tệ, một con số ấn tượng vào đầu những năm 2000. Nội dung của bộ phim khá đơn giản, xoay quanh một người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng và những rắc rối sau cuộc tình của anh ta. Chương trình truyền hình trong phim có tên Một Nói Một, rất giống với chương trình Nói Sự Thật do Thôi Vĩnh Nguyên dẫn trên CCTV. Sự trùng hợp này khiến khán giả lập tức liên tưởng tới nhân vật nam chính trong phim với Thôi Vĩnh Nguyên ngoài đời thực. Họ viết thư, gọi điện thoại và thậm chí nhiều tờ báo cũng bàn luận về mối liên hệ này, tạo nên một làn sóng tin đồn không thể dừng lại. Mặc dù không có Weibo hay WeChat vào thời điểm đó, nhưng những tin đồn và lời buộc tội vẫn đủ sức lan tỏa, gây thiệt hại lớn cho Thôi Vĩnh Nguyên. Sự oán giận của anh ta với bộ phim và những người tạo ra nó, bao gồm biên kịch Lưu Trấn Vân và đạo diễn Phùng Tiểu Cương, đã âm ỉ suốt nhiều năm. Phạm Băng Băng chỉ là một diễn viên trong phim, nhưng cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi những tiết lộ này của Thôi Vĩnh Nguyên. Như một quả bom đổ chậm, những tiết lộ của anh đã tạo nên một vụ cháy lớn trong làng giải trí, để lại những hệ lụy sâu sắc và lâu dài. Điều quan trọng nhất cần nhìn nhận là mục tiêu thực sự của việc này. Dù Lưu Trấn Vân và Phùng Tiểu Cương có liên quan, nhưng Phạm Băng Băng lại trở thành tâm điểm của cuộc điều tra. Tại sao lại như vậy? Phải chăng vì Lưu Trấn Vân và Phùng Tiểu Cương không giàu có? Chắc chắn là không. Dù không rõ Lưu Trấn Vân có bao nhiêu tiền, nhưng Phùng Tiểu Cương là một trong những đạo diễn nổi tiếng nhất Trung Quốc, chắc chắn rằng cũng rất giàu có, có lẽ chỉ kém Phạm Băng Băng đôi chút. Hơn nữa, Thôi Vĩnh Nguyên cũng ám chỉ một cặp đôi nổi tiếng khác có mức độ giàu có gần như ngang ngửa với Phạm Băng Băng. Hợp đồng âm dương của cặp đôi này lên tới 750 triệu nhân dân tệ, trong khi Phạm Băng Băng chỉ bị vạch trần về hợp đồng trị giá 60 triệu nhân dân tệ. Nhưng cơ quan thuế lại làm ngơ, và cặp đôi này vẫn tiếp tục hoạt động, làm phim mới và xuất hiện nhiều trên chương trình truyền hình mà không bị ảnh hưởng gì. Tại sao mục tiêu cơ quan thuế chỉ là Phạm Băng Băng? Đây là câu hỏi đáng để chúng ta suy ngẫm. Có thể mục đích của họ chỉ đơn giản là muốn hạ bệ một biểu tượng nổi tiếng và giàu có để làm gương. Hãy cùng chúng tôi phân tích kỹ chuyện này. Trước tiên, hợp đồng âm dương theo cách phương tiện truyền thông Trung Quốc giải thích thực sự là một lỗ hổng lớn. Trong ngành điện ảnh và truyền hình, nhà sản xuất thường được gọi là bên A, còn diễn viên, đạo diễn và những người khác là bên B. Dù là thương hiệu lớn đến đâu, họ đều là người làm công cho bên A. Thuế đánh vào thù lao của người nổi tiếng được bên A giữ lại và thanh toán. Việc chỉ tập trung vào Phạm Băng Băng có lẽ vì cô là một trong những ngôi sao nổi tiếng và quyền lực nhất, là biểu tượng của sự giàu có và thành công trong làng giải trí Hoa ngữ. Điều này khiến cô trở thành mục tiêu dễ dàng và rõ ràng nhất để làm gương và răn đe cho những người khác. Nhưng dù lý do thực sự là gì, việc Phạm Băng Băng bị nhắm đến và trừng phạt nặng nề chắc chắn đã gây chấn động và khiến nhiều người phải suy nghĩ. Người nổi tiếng luôn nhận thu nhập sau thuế, nên dù Phạm Băng Băng được hứa trả 10 triệu hay 50 triệu nhân dân tệ, thì theo logic, đó đều là thu nhập sau thuế. Việc ký hợp đồng âm dương không chỉ giúp bên A tiết kiệm mà còn đặt ra câu hỏi, tại sao Phạm Băng Băng lại chấp nhận rủi ro pháp lý mà không có lợi ích gì thêm? Với danh tiếng của cô, khó có khả năng các nhà sản xuất sẽ ép buộc cô nhận lỗi và chịu trách nhiệm pháp lý như một người mới. Điều này mâu thuẫn với logic, nhưng thực tế lại xảy ra, liên quan đến những quy tắc ngầm và mối quan hệ cá nhân trong ngành. Thôi Vĩnh Nguyên cũng tiết lộ với truyền thông rằng Phạm Băng Băng có thể chưa nhận 60 triệu tệ. Vậy nếu hợp đồng âm dương không nhằm mục đích trốn thuế, thì nó dùng để làm gì?
trước những năm 1970. Hồng Kông đầy rẫy băng đảng như 14K, San Yeon, thủ lĩnh băng đảng Tần Nghĩa An là cha của Hướng Hoa Cường, sau này trở thành ông trùm điện ảnh Hồng Kông. Thời điểm đó, Hồng Kông có hàng trăm ngàn thành viên băng đảng cấu kết với cảnh sát, buôn lậu, buôn bán hàng trắng, sòng bạc ngầm, tạo thành một vòng tròn kinh tế ngầm khổng lồ. Tuy nhiên, vào năm 1974, chính phủ Hồng Kông thành lập Ủy ban Độc lập chống tham nhũng, tập trung đấu tranh chống tội phạm và kiểm toán thu nhập bất hợp pháp. Các băng đảng mất đi chiếc ô bảo vệ và nhận ra rằng con đường thế giới ngầm ở Hồng Kông có thể sẽ không còn khả thi. Điều khiến họ lo lắng đầu tiên là sau bao năm buôn bán và cờ bạc, làm sao để làm sạch số tiền đã kiếm được. Đúng lúc mọi người bất lực, thủ lĩnh nhóm Tân Nghĩa An đã tìm ra giải pháp, sử dụng ngành điện ảnh làm kênh rửa tiền. Lý do ông lựa chọn lĩnh vực này là do chi phí quay phim khó kiểm soát với nhiều khoản chi tiêu phức tạp, không thể theo dõi được. Đây là mảnh đất màu mỡ cho các hoạt động rửa tiền. Ví dụ như, việc xây dựng một cung điện để quay phim rồi sau đó phá hủy nó sẽ tạo ra khoản chi phí không dễ dàng xác định. Kiểm toán viên không thể biết chính xác cung điện tốn bao nhiêu tiền, 10.000 nhân dân tệ hay 1 triệu nhân dân tệ. Và sự chênh lệch này rất khó phát hiện. Nhận thấy cơ hội, thế giới ngầm đã thành lập công ty sản xuất phim của riêng mình. Những hãng phim này đã trở thành trạm trung chuyển, nơi số tiền được chuyển đổi thông qua các khoản chi tiêu cho trang phục, đạo cụ và các nhà thầu trong chuỗi công nghiệp điện ảnh. Thực tế, những nhà thầu này cũng đóng vai trò như những nhà môi giới giúp rửa tiền. Sau khi tiền đã được chuyển qua một vòng tròn lớn, sẽ quay trở lại các tài khoản liên kết với các ông trùm xã hội đen và trở thành thu nhập hợp pháp của họ. Không chỉ dừng lại ở đó, thế giới ngầm còn đầu tư vào doanh thu phòng vé. Bề ngoài, các bộ phim dường như bán được rất nhiều vé, nhưng thực tế lại rất ít người xem. Rạp chiếu phim trở thành trung gian thu tiền. Ngoài ra, những mức lương cao ngất ngường trả cho diễn viên cũng là một cách rửa tiền. Thủ thuật được sử dụng là hợp đồng âm dương. Các công ty điện ảnh sẽ chuẩn bị một hợp đồng chính thức, gọi là hợp đồng dương, với mức lương cao ngất, ví dụ 10 triệu nhân dân tệ. Nhưng thực tế là ngôi sao chỉ nhận được 2 triệu nhân dân tệ, chính là hợp đồng âm. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn ngược lại với cách giải thích của truyền thông Trung Quốc đại lục. Ở Hồng Kông, mức lương thực tế trả cho các ngôi sao bị hạ thấp, trong khi mức lương hợp đồng lại được nâng cao để tăng chi phí sản xuất phim. Vậy tại sao những người nổi tiếng Hồng Kông lại sẵn sàng chấp nhận hợp đồng âm dương này? Đó là vì hệ thống rửa tiền tinh vi đã biến nó thành một quy tắc ngầm, và các ngôi sao buộc phải tuân theo nếu muốn tồn tại trong ngành công nghiệp điện ảnh. Trước hết, phim rửa tiền thường có chu kỳ quay rất ngắn, chỉ kéo dài khoảng 1 tuần. Các ngôi sao dù có nổi tiếng đến đâu cũng chỉ xuất hiện vài ngày nhưng vẫn có thể kiếm được khoản tiền khổng lồ. Không ai dại mà không tận dụng cơ hội hiếm có này. Thêm vào đó, trong thế giới ngầm, nếu bạn không tuân theo yêu cầu, ngay cả những ngôi sao lớn cũng có thể bị dạy cho một bài học. Rất nhiều ngôi sao nổi tiếng ở Hồng Kông đã tham gia vào các dự án phim kiểu này, như Thần Bài Châu Nhuận Phát, Vua Cung Phu Lý Liên Kiệt hay Stephen Chow trong Playback to School. Thế nhưng, không thể phủ nhận rằng những bộ phim này vẫn được thực hiện với sự nghiêm túc và đầu tư chất lượng. Đặc biệt vào đầu những năm 1990, phim Xã Hội Đen và Giang Hồ Đồ Thị đã tạo ra ảnh hưởng sâu rộng. Chẳng hạn như loạt phim Bản Sắc Anh Hùng đã để lại dấu ấn lâu dài trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc. Những bộ phim này dù có liên quan đến rửa tiền nhưng vẫn được khán giả đón nhận nồng nhiệt và đánh giá cao về chất lượng. Khi Trung Quốc đại lục bước vào giai đoạn thương mại hóa đầu những năm 2000, ngành điện ảnh đã học hỏi nhiều từ mô hình Hồng Kông. Nhiều dự án liên doanh giữa Trung Quốc và Hồng Kông đã ra đời, chứng tỏ sự ảnh hưởng mạnh mẽ của Hồng Kông đối với điện ảnh Trung Quốc đại lục. Ví dụ điển hình là bộ phim Đường Về Nhà với sự tham gia của Phạm Bằng Bằng, nơi cô đóng vai chính. Từ góc độ điện ảnh Trung Quốc, có thể thấy rằng hợp đồng âm dương mà Phạm Bằng Bằng ký kết cũng mang bản chất tương tự như ở Hồng Kông những năm đầu. Chu kỳ quay phim ngắn và thanh toán nhanh chóng là điểm chung. Chỉ sau 4 ngày, Phạm Bằng Bằng có thể nhận được 10 triệu nhân dân tệ cho công việc của mình, trong khi 50 triệu nhân dân tệ còn lại có thể đã được rửa trong một hợp đồng khác. Thôi Vĩnh Nguyên đã tiết lộ rằng số tiền 50 triệu nhân dân tệ dù có tên của Phạm Bằng Bằng, nhưng cô có thể không thực sự được nhận số tiền đó. Điều này khiến lời kêu gọi của Phạm Bằng Bằng về sự bất công có lẽ là chính xác. Nhưng vấn đề ở đây là, với hơn 15 năm hoạt động trong làng giải trí, sản lượng làm việc của cô vô cùng đáng nể, với 128 phim truyền hình và điện ảnh, trung bình 8,3 phim mỗi năm. Tuy nhiên, nhiều bộ phim trong số đó gần như không được biết đến ngoài cộng đồng người hâm mộ trung thành của cô. Liệu có bao nhiêu hợp đồng âm dương đã được ký trong suốt những năm qua? Hệ thống rửa tiền trong ngành điện ảnh Hồng Kông dựa vào việc sản xuất phim nhanh chóng và số lượng lớn,
Số tiền lớn nghi ngờ thường bị đổ vào các hãng phim dưới dạng chi phí sản xuất, sau đó được chuyển đổi thành thu nhập hợp pháp có thể kiểm toán. Khi mô hình này được đưa vào Trung Quốc đại lục, nó đã được tinh chỉnh để phù hợp với những đặc điểm riêng của ngành, không chỉ từ thế giới ngầm mà còn liên quan đến các nền tảng chính trị và kinh doanh khác nữa. Ngành điện ảnh Trung Quốc thật sự đã hòa nhập chặt chẽ với vòng tròn chính trị, tạo nên một mạng lưới quan hệ mạnh mẽ và đầy tinh vi. Đây chính là lý do tại sao, mặc dù hợp đồng âm dương là một hiện tượng phổ biến trong ngành, nhưng chỉ có Phạm Bang Bang là bị cục thuế nhắm đến một cách chính xác. Điều quan trọng không phải là bạn có bị nghi ngờ liên quan đến rửa tiền hay không, mà là bạn rửa tiền cho ai và bạn đang bị ràng buộc bởi những thế lực lớn nào. Từ đây, bạn có thể hiểu ra ngay vấn đề cốt lõi. Về các sao nữ Trung Quốc, luôn có những tin đồn và câu chuyện ẩn giấu mà chúng ta không thể xác minh nguồn gốc hay phân tích chi tiết. Do đó, có lẽ chúng ta hãy tôn trọng nguyên tắc và không đi vào quá sâu. Sau 6 năm im lặng, Phạm Bang Bang đã trở lại sân khấu quốc tế, đặc biệt là ở Malaysia, cho thấy cô vẫn giữ được vị trí quan trọng. Nhưng nếu vấn đề thực sự không phải chỉ là trốn thuế mà có liên quan đến vòng tròn quyền lực, thì ngay cả khi Phạm Bang Bang cố gắng, sự vướng mắc trong vòng tay của các ông lớn này cũng sẽ khó giải quyết. Sự trở lại của cô ấy vẫn là một chặng đường dài. Những gì chúng ta thấy hôm nay mới chỉ là sự khởi đầu mà thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Nếu bạn thấy hấp dẫn, đừng quên đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.